Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn anh em auto cái app Veo mà chắc chắn là sẽ rút được tiền anh em. Còn nếu anh em mà xài tool á thì hiện tại mình vẫn đang test cái tool mới của Singapore, nó mới mấy thằng xin nhé. Nó mới chia sẻ thì thấy nhiều anh em cũng đang xài rồi mà chưa ai rút được tiền về các. Okay? Mình cũng đang auto rồi, nhưng mà đến khi mình rút được tiền về mình mới chia sẻ cho anh em các. Okay? Nay mình sẽ chia sẻ anh em cách mà sử dụng auto click để quay cái pin á. Thì hầu như là mình thấy ai quay cũng rút được tiền về rồi đấy, thì mình mới dám chia sẻ anh em đó. Đầu tiên là mình chuẩn bị hai cái app, đó là app Veo này, chắc chắn nhiều người đã biết và đang chơi rồi. Cái thứ hai là automatic đấy, automatic click đấy. Đầu tiên mình sẽ set cái thằng automatic click này đó anh em. Vào ở đây mình vẫn set 77 nhá, tùy máy nha anh em. Anh em muốn set 1 hay 0.1 thì cũng mặc kệ, tùy anh em thích. Mình không muốn máy nó chạy chậm đâu, nó ảnh hưởng máy, nên mình sẽ cho nó 7 giây. Ok, bên này anh em chọn xe cần hết cho mình nhá. Cái thằng dưới cũng vậy. Ok, sau khi anh em chọn xong, anh em chọn là start new target này nè, nó hiện quảng cáo, anh em tắt nó đi, nó sẽ hiện ra như thế này đó. Sau đó anh em vào app Veo nha. Thì mình cũng nói luôn phần này, hiện tại là app Veo đã là ở Việt Nam này, khi mình rút tiền này, đâu rồi mình tìm cái phần rút tiền, mình nói cho anh em phần này đấy, đâu rồi, where đây là cái phần rút tiền của nó đấy. Hiện tại này anh em có thể rút được 500 đồng này, thấy không? Mình thì ở đây á, bạn chỉ cần lên VIP 2 này được rút 500 đồng này, thấy không? Lên VIP 3 này được rút 1.500 đồng này, có nghĩa tiền Việt Nam luôn đó anh em. Đó, mình thấy nó mới nên mình mới chơi lại đây này. Mà mình nghe đâu nói là rút cái này là nó sẽ bị trừ VIP đó anh em. Okay. Mà không biết đúng hay không, tại vì trước mình chỉ rút 15 với 30 đô thôi đấy. Còn mình sẽ quay về cái phần auto nha anh em. Đây hiện tại mình đang có bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Chúng ta vào phần quay auto nào. Đây, trong phần auto này chúng ta sẽ chọn là lucky spin. Đó, trong này anh em là quay một lần nào. Đó được gấp 1.5 lần thấy không? Anh em chọn dấu cộng nào, anh em kéo xuống chữ spin này. Đó, và nó quay liên tục luôn anh em. Nhiều đó, 1.5 tiếp. Nhiều anh em mà quay không được á, quay thấy nó lỗi nhiều á, đó thì mình nên tạo lại account mới nhá. Nhiều người chỉ chơi lên VIP 4 á, là bắt đầu quay nó SIDA rồi, thì anh em mình khuyên là nên tạo một account mới. Cứ quay rút được 15-30 đô anh em lại cứ tạo account mới đi, nó không có tốn nhiều thời gian đâu, vài ngày là anh em lại đủ min rút rồi đấy, thấy không? Mình quay tiền lên liên tục đấy, thì toàn 1.2 với 1.5 là nhiều rồi anh em. Còn cái phần nhập mã code ấy, những anh em mà mới chơi ấy thì anh em có thể nhập mã code của mình cũng được, là nhập mã code của ai đó cũng được, không quan trọng đấy. Ở đây thì mình cũng chưa có nhập mã code của ai nè, nó anh em nào mà nhập mã code của mình á, xong gửi comment cái mã code lên mình sẽ nhập cho người đó. Ok, nó không quan trọng, mình không quan trọng là nhập mã code này, tại cái chính của mình không phải là chơi mấy cái app này kiếm tiền, mà mình chỉ là chia sẻ cho anh em thôi. Ok, em nào kiếm được tiền thì nhớ sub kênh mình nhá, mình chỉ cần có vậy thôi chứ mình không có quan trọng mấy cái đồng bạc lẻ này ấy, như là mình có cái app để kiếm nhiều tiền hơn đây này. Mình chủ yếu là mình kiếm từ cái app chat thôi anh em ạ. Hôm nay tiền cũng về rồi đây này, 700.000 đây này. Đây chủ yếu mình kiếm blockchain này này anh em thấy không? Tôi kiếm nhiều tiền vậy thì mắc mớ thì tôi kiếm mấy cái app đó nữa. Thời gian tôi chơi cái app này đã đủ chết rồi. Ok. Đấy, quan trọng gì hóa vấn đề mấy cái app đó. Nhưng mà nếu anh em muốn nào muốn chưa có mã code ấy, mới chơi muốn nhập ấy, thì cứ nhập mã của mình nhau. Ok. Về cái phần mã code này mình sẽ để dưới phần mô tả video, anh em cứ thích thì cứ lấy. Ok. Không có gì phải xoắn cả.